Thành phẩm đây, đây là bánh canh dừa heo chả cá nha. Kimberly mời các bạn nha. Các bạn nhìn ngon không? Wow, có chả cá nè, có dừa heo nè, ha, đầy đủ hết. Hành sấy, tiêu, hành ngò. Đây là giá, khi mình ăn mình bỏ vô. Nước mắm chấm, tuyệt vời luôn. Chanh ớt. Chào các bạn, hôm nay Kimberly chia sẻ món bánh canh dừa heo chả cá nha. Thì để làm món bánh canh dừa heo, Kimberly có ở đây là 1 kg giò. Kimberly rửa nước muối, rửa sạch nước muối. Xong rồi Kimberly trụng, với nước muối nữa nha. Đó thì Kimberly đã làm sạch rồi, cái này là giò heo. Còn đây Kimberly có 1,5 kg xương. Đây là xương xương cổ đó, để mình hầm súp nha. Ở đây thì Kimberly có 6 lít nước. À, để hầm súp mình cần có cái củ hành nướng cho nó thơm nha các bạn. Rồi cà rốt. Kimberly có 2 củ cà rốt. Kimberly cắt hoa gì cho nó đẹp. Đây. Với 2 củ cải cải trắng đó. 2 củ cải trắng này cỡ nửa ký, 2 củ cà rốt nha. Rồi mình cần có hành sấy đó, giá. Đây là huyết heo, Kimberly mua huyết tươi về Kimberly luộc. Nếu mà các bạn luộc huyết tươi thì nhớ luộc với lửa nhỏ nha, cho chút xíu muối vô luộc, lửa nhỏ, khoảng chừng 20 phút là nó chín nha. Vậy thì nó sẽ ngon hơn. Mình lượt lửa nhỏ, luộc lửa nhỏ nó không có bị tàn ong á. Đây là 2 lon chicken mình cần. Nước mắm ngon để mình pha nước mắm chấm. Còn đây là cá viên á, cá viên mà nó làm đủ loại nè, cá viên mình ăn chung rất là ngon. Kimberly có 2 bọc bánh canh. Bánh canh này Kimberly mua ở chợ Hàn Quốc hoặc là chợ Nhật cũng có, hay là bánh canh chợ Việt Nam cũng có, nhưng Kimberly thích ăn loại bánh canh này. Nó dai mà nó ngon lắm. Đó, khỏi mất công làm. Chứ làm bánh canh thì cũng được mà mất thời gian lắm. Kimberly cần 2 gói như vậy là cho 10 phần ăn. Mỗi một phần ăn này rất là nhiều, tùy theo nhà các bạn ăn nhiều hay ít nha. Tại vì Kimberly nấu 6 lít nước. Rồi mình cần ngò với hành ha. Giờ mình bắt tay vô mình làm nha. Kimberly sẽ xắt cái sợi hành này ra như vậy, cắt làm đôi xong chẻ phân nửa thôi. Mình sẽ bỏ vô nồi súp, nồi nước đó, để mình hầm súp nha. Đó. Rồi củ cải này thì mình xắt hết nha. Nãy Kimberly chừa cái củ cải này, mình không có bỏ vô liền đâu. Mình sẽ hầm cái xương đó với cái giò heo đó khoảng 20 phút tới nửa tiếng. Sau đó thì mình lên máy cho rau củ vô. Để gì mình giữ cái rau củ này mình ăn luôn. Nếu mình hầm sớm quá thì nó bị mục. Mình xắt hơi dày dày cho nó đừng có bị nát á. Tại súp mà. Thì giờ mình qua bên kia mình bắt nước lên mình hầm hầm xương nha. Mình có chanh với ớt nè. Khi hầm súp Kimberly sẽ cho 2 cục đường phèn, 3 cục gì vô trong súp luôn. Đó, với muối. Bây giờ mình có thể làm cái nước sốt á, nước sốt để chấm nha. Để Kimberly đổ cái này ra cho các bạn xem. Nó như vậy. Đó. Chả cá đó, rất là ngon. Kimberly có ăn loại này rồi. Ăn rất là ngon. Mình có cái này vô nữa ăn cho nó có nhiều vị đỡ ngán. Bây giờ mình làm cái nước chấm nha. Trong này là 1 muỗng ha, 1 muỗng canh đường đó.
Emily sẽ cho 4 muỗng canh nước mắm vào đây nha. 1, 2, 3. Đó, 4 muỗng canh nước mắm nha. Xong Kimberly sẽ cho một miếng chanh vào. Miếng cỡ này thôi. Để Kimberly lường chừng một muỗng này được rồi. Đó. Vậy đây nó sẽ bớt mặn đi, nó có cái hậu ngọt ngọt chua chua. Chấm ăn rất là ngon. Giờ mình cho ớt vô nha. Ăn ớt nhiều hay ít thì tùy các bạn. Cái dao kia của Kim bữa mần cá xong bị gãy cái dao rồi, giờ phải xài đổi cái dao này, không có quen tay. Sắc nó hơi kỳ kỳ. Để mình chấm giò heo, chấm xương rồi đó. Rồi bây giờ mình sắc chanh luôn nha. Ok, Kimberly sắc một trái thôi. Khi nào hết mình sắc thêm, sắc để ngoài nhiều. Ớt cũng vậy. Một mớ sắc miếng, một mớ để nguyên trái, ai muốn ăn gì ăn. Đó. Yeah. Mình để một bên nha. Trong khi mình đợi nước sôi tim thì mình làm những cái thứ này thôi. Cắt cái đầu hành này ra để dành chút mình bỏ vô cái nồi súp. Này hành với ngò mình sẽ sắc nhỏ nha. Đó, các bạn nhập hai thứ lại về các bạn sắc, khi mà nó ra thì nó đều. Mình khỏi phải chọn. Giờ cái dao này khi bắt đầu quen tay mình có thể sắc nhanh. Mới mình chưa quen mình dám sắc nhanh, xài được sức tay đó. Đó. Mình làm sẵn hết mình để đây thôi. Cái hành hương nó thơm quá chừng. Nồi súp này sẽ cho 10 người tới 12 người ăn. Mình cần những cái gia vị khác như là muối, đường, hạt nêm gà để mình nêm vô súp đó các bạn. Rồi, này mình để đây đi. Giờ mình qua bên kia mình thả xương vô mình hầm nha. Cái này khi mà hầm xương xong hết rồi đó, trước khi ăn mình mới cho nó vô. Chỉ cần nó nóng lên là mình ăn được thôi. Cái này họ đông đá đó. Đây, nồi nước nó bắt đầu sôi tim, mình cho xương vô hầm nha các bạn. Kimberly nghĩ cái giò heo này hầm chừng nửa tiếng rồi nó mềm. Nó mềm mình sẽ vớt nó ra trước. Còn lại cái xương kia mình sẽ hầm thêm 15 phút tới nửa tiếng nữa cho nó ra cái nước ngọt đó. Ở luôn cái đường phèn vô. Kimberly sẽ cho vô trong này 2 muỗng canh muối. Cho vô 2 muỗng canh muối là 2 tablespoons đó, để cho cái nước nó đậm đà, cái xương nó cũng sẽ đậm đà trong khi mình hầm. Hạt nêm gà mình không thể nào cho sớm quá, nấu lâu sẽ không có tốt nha các bạn. Thì bây giờ mình đậy nắp lại nha. Đợi cho nó sôi lên thì mình mở nắp nó ra, mình hớt bọt. Hớt bọt xong các bạn hạ lửa xuống vừa vừa mình hầm đó nha. Lửa nhỏ nhỏ mình hầm thì cái nước nó mới trong nha.
sau nửa tiếng á, Kimberly coi nó mềm rồi, cái giò heo nó mềm, Kimberly vớt nó ra nha. Kimberly lựa cái giò heo, Kimberly vớt nó ra. Kimberly coi cái thịt này nó mềm chưa, nó chưa mềm đó. Cái thịt xương cổ thì nó chưa được mềm, nhưng mà cái giò heo thì nó đã mềm trước, thì Kimberly vớt cái giò heo ra ha. Rồi Kimberly sẽ bỏ củ cải vô mình hầm tiếp. Là vừa khi mà củ cải nó ra nước ngọt á, với xương nó cũng sẽ mềm. Củ cải hầm thì khoảng chừng 15 phút nữa thôi thì là xương nó sẽ mềm rồi, lúc đó là rất là vừa ăn á. Kimberly vớt giò heo ra hết rồi, giờ chỉ còn xương trong này thôi. Thì bây giờ Kimberly sẽ cho rau củ vô nha. Trước khi cho rau củ vô, Kimberly cho 2 lon nước chicken broth vô nha các bạn. Nước chicken broth nó sẽ làm cho nước súp gà nó sẽ làm cho ngọt thêm, với nó có cái mùi thơm. Mở lửa lớn lên cho nó sôi lại nha. Giờ bỏ củ cải vô luôn. Mình sẽ bỏ nó vô. Mình kê sát sát vô cái miếng như vậy thì nước nó sẽ không có văng ra nha các bạn. Đó. Rồi súp nó sẽ ngọt lắm vì rau củ nhiều nè. Đây là củ cải trắng của Hàn Quốc. Củ cải này nó ngọt hơn cái củ cải của mình, mà cái mùi nó không có hăng như cái củ cải của mình á. Củ cải trắng của mình cái mùi nó sẽ nồng hơn. Bây giờ Kimberly sẽ nêm vô trong này luôn nha. Kimberly sẽ cho 2 muỗng canh hạt nêm gà đó, chicken powder đó. Cho 2 muỗng canh nha. 2 muỗng canh đầy đầy gì nè. Thì Kimberly cũng sẽ cho thêm 1 muỗng canh muối nữa nha các bạn. Đây, cho thêm 1 muỗng canh muối nữa. Và 2 muỗng đường. Muỗng đường nâng vậy thôi, từ nãy mình có bỏ đường phèn đó các bạn. Ai không thích ăn đường nhiều thì đừng có để đường nhiều nha. Để cái Kimberly nếm thử một miếng cái nước súp nó ra sao nha. Ngọt, rất là ngọt, vừa ăn lắm rồi. Kimberly không cần phải nêm lại nữa đâu. Bây giờ chỉ chờ củ cải nó chín là được. Củ cải nó ra nước ngọt nó mềm nữa là càng ngon đó. Ok ha, bây giờ mình đợi nó sôi lên nha các bạn. Sôi lên rồi bắt đầu các bạn hạ lửa nhỏ lại, mình hầm thêm 15 phút nữa. Bây giờ bên này nồi nước nó sôi đó, Kimberly sẽ trụng cái bánh canh nha. Bánh canh này đó là họ để đông đá đó, Kimberly phải trụng nó lại nha. Mình phải trụng cái bánh canh lại cho nó nóng lên. Trong khi mình trụng bánh canh, bên này Kimberly sẽ cho cái cá vô, cá viên nè. Cái này nó cũng họ cũng đông đá nên mình phải bỏ vô đây mình cho nó nóng lên là được nha các bạn. Mình ăn bấy nhiêu thì mình bỏ bấy nhiêu thôi. Kimberly chưa có ăn hết thành ra bỏ nhiêu thôi nha. Khi mà nó nổi lên là nó nóng lại là được rồi. Quyết cũng vậy, hai cục quyết vô mình trụng nó trước nha, cho nó nóng quá. Bỏ đây sợ nó chìm nè.
mình không có bỏ huyết trong cái nồi súp, nếu mà mình không có ăn hết á, nó sẽ nó bể ra hoặc là cái màu của nó sẽ không có đẹp. Giờ cho nó nóng lên là được. Đó, vậy là mình vớt nó ra được rồi. Cho vô cái tô. Ly cho giò heo vô đây, Kim Ly cho thịt vô nè. Giờ mình múc chả cá rồi vô nha. Nhìn hấp dẫn quá. Cho cái xương súp nếu mà ai thích ăn. Cải vô. Đó, hầm vô nha. Cho nhiều nhiều súp nó mới ngon. Tại mình còn bỏ giá vô nữa nè. Để cho ngò vô. Sẽ cho hành sấy lên nha. Các bạn cho tiêu lên. Đó. Bạn thấy ngon không? Tô bánh canh của Kimberly nè. Rồi Kimberly mời các bạn nấu thử nha. Rồi có gì các bạn để dưới comment cho Kimberly biết nha. Chào các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. See you next time.